PCC ngày hôm nay vào mới được không? Xác suất tăng 61, nay vào mới, xác suất giảm xác suất giảm là 76 không nên vào. Quan điểm của em là nếu mà xác định vào mới thì xác định một cái tín hiệu nào đó xác suất tăng phải lớn hơn xác suất giảm. Dạ. Yeah. Nếu mà vào mà có tín hiệu như, như thế kia ấy, là chỉ vào cái tín hiệu gia tăng thôi, khi hàng khả dụ về rồi có dạng có có lãi